Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học về từ vựng thư pháp này, chúng ta sẽ học một danh sách gồm có 50 tên các loại hoa quả trái cây cùng với tên của các cái loại cây mà nó sản xuất ra các cái loại hoa quả trái cây này. Vậy chúng ta sẽ có tất cả là 100 từ ngữ. Và trong cái danh sách này, nó sẽ lẫn lộn những trái cây ở phương Đông, ở Việt Nam chúng ta rất là quen thuộc, cây ổi, cây mít, cây xoài, vân vân. Và cũng có một số các cái tên nó rất là thông dụng ở bên trời Tây, chẳng hạn như cây táo, cây lê, cây mận, cây mơ. Để chúng ta có thể học những cái tên của nước Việt Nam chúng ta, đồng thời cũng phải làm quen với tên của bên các cái xứ phương Tây, nhất là bên Pháp. Và trong khi học các cái tên này thì có lẽ sẽ là một cái số lượng nhiều danh từ đối với một số người. Tuy nhiên, điều quan trọng mà chúng ta muốn nhắc tới ở trong bài này đó là quy tắc sau. Tên của các loại trái cây hoa quả có thể là giống cái feminine, có thể là giống đực masculine. Tuy nhiên, tên của các cái cây ăn quả mà cho ra những cái trái đó thì nó luôn luôn là masculine. Chúng ta nhớ quy tắc này thì nó rất là tiện dụng. Khi chúng ta học tên của một trái cây thì đôi khi chúng ta phải phân vân, phải tra từ điển, bởi vì nó có thể là giống đực, có thể giống cái. Vì những cái trái mà chúng ta rất là quen như trái chuối, trái cam, in banana, in orange, còn những cái trái lạ chúng ta không biết nó là giống đực hay giống cái, chúng ta phải tra từ điển. Tuy nhiên, cái cây mà sản xuất ra những cái trái đó thì nó có một quy tắc chung, nó luôn luôn là masculine. Như vậy quy tắc này rất là tiện dụng cho chúng ta để chúng ta đỡ mất công học một số các cái từ ngữ. Và đồng thời chúng ta cũng học thêm một cái quy tắc đặc biệt, tức là có một số trường hợp đặc biệt thì cái tên của cái quả của cái trái cây đó và tên của cái cây sản xuất ra cái trái đó thì nó không có cùng nhau. Tên của quả là một đàng, tên của cây là một đàng khác. Và đồng thời có những cái quả và những cái cây có tên hoàn toàn khác biệt nhau, không giống nhau một chút nào hết, và chúng ta cũng nên học. Và bây giờ chúng ta sẽ học tên 50 tên của các loại hoa quả trái cây được sắp xếp theo phần thứ nhất là nói về các cái trái cây là giống đực masculine. Anaprico, anapricoche là cây mơ, quả mơ. Ananacard, ananacardie, chúng ta còn gọi là anoa de cajou, là cây điều. Cây điều mà người ta lấy cái hột nó về người ta phơi khô để làm ra những cái hột điều. Anavoca, anavocatie, bơ, trái bơ và cây bơ. An citronnier, chanh. An cocoche, dừa. An carosolie là mãng cầu, trái mãng cầu hay là cây mãng cầu. Và chúng ta thấy cái trái này rất là quen thuộc ở bên miền Nam Việt Nam nước chúng ta, nó to, ở bên ngoài nó có gai và khi chín thì nó mềm, và chúng ta thấy bên trong nó có những cái múi màu trắng, chúng ta pha nước chúng ta uống hoặc là ăn sống cũng được, gọi là trái mãng cầu, an carosol, và cây của nó là carosolie. Và số 7, an jamalac, tên của cái cây là jamalakie, là cây mận, cây roi, tùy vùng miền. Có một vùng miền thì gọi là cây mận, có một vùng miền ở bên Việt Nam chúng ta gọi là cây roi. Và nó có một cái tên khác là une pomme rose mà chúng ta sẽ coi ở phần dưới. Và đây là hình ảnh của an jamalac, cây mận nó sẽ cho rất là nhiều trái và nó có nhiều màu sắc khác nhau, có thể là màu xanh khi chín rồi vẫn là màu xanh, có thể là màu tím, có thể là màu ngà ngà, màu hồng như thế này. Và đây là an corusol, cái trái này nó khá lớn và chúng ta một người có thể mang được 2-3 trái thôi, nó rất là to, nó rất là nặng. Số 8, an jacques kia, trong trường hợp này chúng ta có hai cách viết. An jacques là viết là jacque, có thể viết là jacque, thì cũng là tên của một trái chúng ta gọi là trái mít. Số 9, an jujube, tên của cây là an jujubier, táo ta. Chúng thấy táo ta là những cái trái nhỏ nhỏ, nó màu xanh, ăn nó giòn giòn và năng suất của nó rất là cao. Một cây nó có thể cho rất nhiều trái như thế này. Số 10, an lychee, tên của cây an lychee là vải, trái vải hay là cây vải. Số 11, an longan, tên của cây an longanier là cây nhãn. Chúng ta thấy cái chữ này rất là dễ nhớ, nó như là long nhãn. Nhãn ở trong tiếng Trung Quốc gọi là long nhãn, thì là long gan, là long gan,
Longanier là long nhãn, tức là phiên âm từ tiếng Trung Quốc. Số 12, Amangustan, và tên của cây là Amangustanier, cây măng cụt. Khi nói về trái măng cụt thì chúng ta cẩn thận, bởi vì chúng ta thấy có hai cái danh từ nó khá giống nhau, Amangustan và Amangusta, và đôi khi người ta lấy cái chữ này để người ta nói về cái trái măng cụt thực sự rất là khác. Amangus là tên của một loài động vật ăn thịt sống ở trong hoang dã, và nó có hình dạng giống như con trồn, con cáo. Nó đi săn mồi ở trong rừng, trong rú. Như vậy, đây không phải là một trái cây, đây là một cái loài động vật khá lớn. Và cái trái cây thì lại nó đi ngược lại, mangustan. Trong khi mangus thì rất là giống với cái cách phân âm của tiếng Việt, nhưng mà thực sự nó là động vật. Còn trong khi mangustan thì mới là một cái trái cây, một loại thực vật. Và cây của trái này là mangustanier. Số 13, pamplemousse, trái cây, và cây là pamplemousse, là bưởi, trái bưởi và cây bưởi. Và chúng ta để ý tới cái cách phát âm của ký tự em, mà ký tự em này phát âm là n, pamplemousse và pamplemousse. Ký tự em là được phát âm thành n do bởi nó đứng trước ký tự p. Và số 14, rambutan. Rambutan là trái chôm chôm. Trái chôm chôm đôi khi người ta gọi là lychee mà có lông á, bởi vì trái lychee thì nó cũng có cái nhân ở trong, nó cũng có màu trắng, nó có cái hột, và cái phần thịt của nó cũng ngọt ngọt giống như là trái chôm chôm. Nhưng mà trái chôm chôm thì nó có lông, các cái lông nó tua tủa ra, trong khi trái lychee thì nó láng mịt. Chúng ta thấy cái phần thịt ở bên trong của trái vải với trái chôm chôm nó khá giống nhau, nó có màu trắng rồi nó có cái vị ngọt, nhưng mà bên ngoài cái vỏ của trái lychee thì nó láng mịn, trong khi cái vỏ của trái chôm chôm rambutan thì nó có lông. Do đó lychee là tên của trái vải, trong khi rambutan đôi khi người ta gọi là lychee poilu. Poilu là có lông, nó giống như cái trái này nhưng mà lông nó tua tủa ra, nhưng mà thực sự ra nó có cái tên riêng của nó là rambutan. Và bên trên chúng ta đã học 15, 14 danh từ của trái cây là masculine, là giống đực, và đưa ra cái cây của nó cũng là giống đực. Và bây giờ chúng ta sẽ coi một số các tên của các cái trái cây mà nó là giống cái, nó là feminine. Và cũng giống như ở trong phần giống đực, tên của các trái cây giống cái được xếp theo thứ tự alphabet. Số 15, une banane, un bananier, trái chuối và cây chuối. Une carambole, un carambolier. Ở đây chúng ta cũng để ý tới cách phát âm của ký tự M. Caron phát âm là N bởi vì đứng trước ký tự B. Carambolier là khế, trái khế hoặc là cây khế. Une cerise, un cerisier. Và chúng ta cũng dịch là trái cerise. Une clémentine, un clémentinier, trái quýt mà nó nhỏ. Une date, un dattier, chà là. Une figue, un figuier, vả, trái vả và cây vả. Đây là hai cái loại trái và hai cái loại cây mà chúng ta không có quen thuộc lắm. Tôi xin đưa ra cái hình. Đây là trái vả, une figue, và đây là một trái chà là, une date, une figue, une date, và đây là một cây chà là, un dattier. Cây chà là nó có những cái buồng trái như thế này, và các cái trái này khi nó chín thì nó có cái màu đỏ rực và nó chảy nước, chảy mật ra rất là nhiều, người ta gọi là các cái chà là đã chín. Và đây là date và đây là figue. Số 21, une fraise, un fraisier, cây dâu tây. Số 22, une framboise. Chúng ta cũng để ý tới cách phát âm ký tự M, framboise, và cây thì là framboisier. Chúng ta theo từ điển thì dịch là phúc bồn tử, thì thực sự ở Việt Nam chúng ta cũng không thấy cây này như ở bên Pháp rất là phổ biến, người ta là mứt, mứt framboise. Số 23, une guayave, un guayavier, ổi. Số 24, une grenade, trái lựu, un grenadier, cây lựu. Số 25, une mandarine, un mandarinier, cây quýt hoặc là trái quýt. Và đây chúng ta phân biệt với, đây là
mandarin là cái trái quýt này nó khá lớn, nó gần được bằng trái cam, trong khi clementine mà chúng ta học ở bên trên đó, thì nó rất là nhỏ, nó cũng có cái màu như thế này, nó cũng có các cái múi, cái vị nó cũng tương đương, nhưng mà cái hình thù của nó, cái cỡ của nó rất là nhỏ. Clementine là những trái quýt mà chúng ta gọi là quýt Thái, còn mandarin là trái quýt quýt đường hay là quýt lớn đó. Une mangue, un manguier, trái xoài, cây xoài. Une mûre, un mûrier là dâu, dâu này là dâu ta. Thực sự nó trồng ở bên Tây mà chúng ta quen gọi là dâu ta để phân biệt với dâu Tây. Dâu Tây là une fraise ở số 21, un fraisier là dâu Tây. Trong khi mûrier chúng ta cũng gọi là dâu nhưng mà chúng ta cho nó cái tên là dâu ta. Thực sự ra nó cũng trồng ở bên Tây, dâu ta. Và chúng ta phân biệt hai cái trái dâu này như sau. Cái hình của trái dâu Tây thì chúng ta rất là quen thuộc. Une fraise là nó màu đỏ và nó có cái chấm chấm những cái lỗ như thế này để chúng ta gọi là dâu Tây, hay ở trong miền Nam thì gọi là dâu Đà Lạt. Còn mûrier thì cũng có thể trồng ở Việt Nam, cũng có thể ở trồng các cái nơi khác, nhưng mà ta lại gọi là dâu ta, mûrier. Đồng thời cái trái dâu của cây dâu nuôi tằm cũng gọi là mûrier, nhưng mà nó rất là nhỏ, gần như là không có ăn được, rất là bé, bé xíu, trong khi trái dâu này thì khá lớn và người ta làm mứt rất là nhiều. Số 28 là một trái cây rất quen thuộc, une orange, un oranger, trái cam, cây cam. Số 29, une papaye, un papayer là trái đu đủ, cây đu đủ. Số 10, số 20, số 30, une peche, un pêcher, trái đào, cây đào. Cái này rất là phổ biến ở bên phương Tây và ở Việt Nam cũng có, đặc biệt là miền Bắc của Việt Nam chúng ta có những cây đào rất là ngon là un pêcher, và cái trái đào là une pêche, quả đào. Số 31, une plaqueminh, và cây của nó là plaqueminier. Plaqueminier còn có một tên khác là kaki, và chúng ta sẽ coi ở bên dưới, nó là quả hồng, trái hồng, nó giống giống như trái cà chua, nó có màu vàng, đôi khi nó có màu đỏ, và ở bên trong khi chín thì nó rất là mềm. Tên riêng của nó là plaqueminh, và tên thông dụng người ta gọi là Ankaki, quả hồng. Số 32, une poire, un poirier là quả lê, cây lê. Số 33 rất là quen thuộc, une pomme, un pommier, quả táo, cây táo. Số 34, une prune, un prunier, quả mận, cây mận. Và đặc biệt số 35 chúng ta cần phải để ý, une sapotille, và cây cho ra cái trái này là sapotillier. Chúng ta gọi là trái sabuche, ở trong miền Nam tới cái mùa thì người ta bán rất là nhiều và tương đối rẻ, người ta gọi là trái sabuche, nhưng mà thực sự đây nó có một cái sự nhầm lẫn. Chúng ta coi hai cái hình bên dưới nó cũng hơi hơi giống nhau, và cái tính chất của nó cũng hơi hơi giống nhau, cái hình thù và tính chất giống nhau, nhưng mà đây là hai trái cây khác nhau. Cái trái cây ở bên phải của chúng ta gọi là in sabuche, và chúng ta gọi là sabuche, trong khi cái trái mà chúng ta hay thấy ngoài chợ chúng ta mua và ăn thì lại là sapoti, và đây có một sự nhầm lẫn, người ta gọi sapoti là sabuche. Như vậy thấy cái trái này người ta gọi là sabuche thì phiên âm của sapoche, và thực sự không phải là trái này, chúng ta không ăn cái trái này mà chúng ta ăn cái quả này, quả sapoche rất là ngon, nhưng mà tên chính thức của nó là sapoti. Và chúng ta cần để ý tới cái số 35 này. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái phần bên dưới, phần thứ hai này, các cái trái cây, các cái hoa quả này đều là giống cái Femina, nhưng mà cái cây của nó vẫn là giống đực. Ví dụ chúng ta thấy từ 32 tới 35 này, tất cả các cái trái này đều là Femina, nó có mạo từ Femina là un, nhưng mà cái cây cho ra cái loại trái này thì đều là giống đực. Như vậy qua hai cái phần vừa qua chúng ta thấy là dù là trái cây là masculine, dù là trái cây là feminine, thì cái cây cho ra cái trái đó vẫn luôn luôn là masculine. Những cái cây mà là giống đực thì cây của nó, những cái trái giống đực thì cây cũng là giống đực. Trong khi các cái trái là giống cái thì cây vẫn là giống đực. Chẳng hạn như là một trái chuối, quả chuối, in banana. Nhưng mà cây chuối, bananier.
Và trong phần thứ ba chúng ta học thêm một số các cái hoa quả trái cây, nó có cái tên của cây cũng mang giống như là tên của hoa quả trái cây, và đôi khi trong một số trường hợp thì nó khác hẳn, nó hoàn toàn nó không giống với tên của trái cây. Số 36, ananana, là một trái dứa, trái khơ, trái thơm, trái khóm tùy vùng miền, thì cái tên của cây cũng giống như vậy. Và chúng ta đặc biệt là cái danh từ này có hai cách phát âm, chúng ta có thể phát âm là ananana và có thể phát âm là ananas. À, chúng ta phát âm cái ký tự S này thì đều có giá trị giống nhau hết, ananana hoặc là ananas, thì cái cây của nó cũng cùng một tên, và tên của nó là trái dứa, trái thơm, trái khóm tùy vùng miền. Số 37, Ancanistel, thì tên của nó cũng là Ancanistel, chúng ta có thể gọi là trái trứng gà, đôi khi chúng thấy bán ở ngoài đường, ngoài chợ đó, và có người gọi là trái Lekima, nó có cái màu vàng và ăn nó bột bột, và cái trái đó người ta tưởng tượng như là một cái trái trứng gà nó đã luộc chín rồi đó. Số 38, Ansampedak, và cái cây của nó cũng là Ansampedak, là trái mít ướt. Chúng ta phân biệt với trái mít thường là rác, trái mít ướt thì nó rất là nhiều nhiều quả trên một cái thân cây, và cái trái này thường thường nó không có lớn, và khi bỏ ra thì chúng ta thấy tất cả các cái mối nó tập trung xung quanh một cái lõi như thế này, khác với trái rác là trái mít, tất cả các mối của trái sampedak là trái mít ướt nó tập trung xung quanh ở phần giữa của cái trái, và chúng ta rất là dễ lấy, nhưng mà khi ăn thì lại khác, rất là khác. Cái chất lượng của trái sampedak là mít ướt với trái rác thì nó khác nhau nhiều. Số 39, Anjurian, tên của cây cũng là Anjurian, là sầu riêng, trái sầu riêng, cây sầu riêng. Số 40, 41, 42, chúng ta thấy cái tên của nó khá dài, Un fruit de la passion, là trái chanh dây, nhưng mà tên của cái cây là Un grenadier, đây một loại thân bò, thân leo, nó không phải là một cái cây, nó là một cái dây leo. Tên của trái là Un fruit de la passion, tên của cái dây mà cho ra cái trái này là Un grenadier. Số 41, Un fruit du dragon, là trái thanh long, quả thanh long, nó có một cái tên khác là pitaya, nhưng mà cái tên của cái cây là Cactus inerte, mà chúng ta thấy hai cái thành phần này, tên của cái quả và của cái cây nó hoàn toàn khác nhau. Và số 42 cũng như vậy, Un fruit à pain, pain là bánh mì, một cái trái cây mà nó giống như bánh mì, thì cái cây của nó là un arbre à pain, một cái cây bánh mì, và chúng ta gọi là cây sake. Cây sake cho ra những cái trái mà ở trong nó có phần đặc và người ta có thể dùng để ăn cho nó no, giống như là bánh mì vậy. Số 43, ăn kiwi, thì tên của cái cây cho ra cái trái kiwi là Anactinia. Và chúng ta thấy là cái cây kiwi, chúng ta thấy như thế này, người ta trồng, đây là cái cây người ta trồng để người ta sản xuất kinh doanh, người ta trồng theo hàng, theo theo luống, và ở trên các cái trái nó cứ tủa tủa sống này, và tới khi mà nó chín, nó già thì người ta hái rất là năng suất rất là cao, chúng ta gọi là kiwi. Và tên của cái cây mà chúng ta thấy có những cái thân như thế này là Anactinia. Số 44, đây là một cái cây rất là quen thuộc, kể cả miền Nam Việt Nam lẫn miền Bắc Việt Nam, nó có một cái tên chung ở trong tiếng Pháp là Cumquat. Thì cái tên của cái trái là Cumquat, một cái trái nhỏ nhỏ, một cái quả nhỏ nhỏ giống như quả chanh, quả tắc, quả quýt đó. Và tên của cái cây cũng là Cumquat, cái tên của quả và tên của cây nó giống nhau, và ở miền Bắc gọi là cây quất, ở miền Nam gọi là cây tắc. Số 45, Ong Long Kong, đây là một cái trái mà chúng ta cũng không thấy nhiều trên thị trường, gọi là trái dâu da, và tên của cái cây cho ra cái trái này gọi là Ong Duku, và Duku là tên một của tên gọi theo của người Thái. Người Thái trồng rất nhiều cái cây này, và người Thái Lan gọi là Duku, như vậy chúng ta cũng dùng cái tên này luôn. Và thực sự cả trái lung cung lẫn cây duku không có phổ biến lắm ở Việt Nam chúng ta. Đôi khi chúng ta có thấy và chúng ta gọi nó là cây dâu da, nhưng mà không có quá nhiều. Số 46, amelon. Cái dây cho ra cái quả melon này cũng là amelon. Đây là trái dưa gang, chúng ta thấy đây là cái hình thù, và nó mọc ở dưới đất, có khi người ta cho leo lên trên giàn, nhưng mà cái thân nó là một thân dây leo. Tên của quả là amelon, tên của cái dây cũng là amelon. Số 47, Un pastèque, và tên của cái dây cho ra cái trái này cũng là Un pastèque, là
quả dưa hấu. Như vậy hai cái trái dưa gang và dưa hấu này thì nó có cái dây leo hoặc là bò để cho ra cái trái này thì mang tên cùng với cái trái đó. Và đây chúng ta thấy là cái hình của trái fruit apple mà chúng ta coi ở bên trên này. Cái trái giống như trái mít, bên trong nó đặc, nó không có múi mà người ta có thể sắc ra để làm thức ăn, và người ta gọi đây là fruit apple. Apple là bánh mì, tức là ăn có thể ăn cho no. Số 48, une pomme cannelle là trái na. Số 49, une pomme de lait là trái vú sữa. Số 50, une pomme rose là trái mận, trái roi. Đây là cái trái mà chúng ta đã coi ở trong số 17, jamalac. Thì tùy vùng miền, có vùng miền gọi là trái mận, có vùng miền gọi là trái roi, thì nó mang tên là jamalac. Và cả ba cái trái này đều bắt đầu bằng chữ pomme mà. Sở dĩ người ta dùng chữ pomme, pomme cannelle, pomme de lait, pomme de rose. Và người Pháp họ thấy các cái trái này mọc rất là dễ dàng, rất là nhiều, giống như trái táo ở bên xứ, ở bên đất Pháp của họ. Do đó họ thêm chữ pomme cannelle để chỉ cho một cái loại trái mọc ở rất nhiều ở Việt Nam, kể cả miền Bắc, kể cả miền Nam. Chúng ta gọi là trái na, nhất là trái vú sữa, nếu mà trồng lên thì nó rất là dễ sống và cho rất là nhiều trái. Người ta cũng gọi là pomme, và đây là pomme de lait, ở trong nó có cái chất lỏng trắng trắng giống như là sữa. Và une pomme rose, cái da nó màu hồng. Và thưa các anh chị, như là tôi đã nói khi trình bày ở đầu bài, khi chúng ta học tên của danh sách 50 các loại hoa quả trái cây này cùng với tên của 50 cái cây cho ra cái loại hoa quả trái cây này, thì chúng ta thấy danh sách rất là nhiều. Và đặc biệt là có một số cây nữa ở bên xuất hiện được trồng trọt ở bên phương Tây để chúng ta không quen lắm. Tuy nhiên chúng ta học được bao nhiêu thì càng nhiều càng tốt. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nhớ lấy cái quy tắc như sau. Tên gọi của một loại trái cây hoa quả đôi khi nó là feminine, đôi khi nó là masculine. Chẳng hạn như là hai cái loại hoa quả trái cây mà nó cùng gia đình, quả cam và quả chanh á. Thì quả cam đó là giống cái, une orange là giống cái, nó là feminine. Trong khi quả chanh thì lại là giống đực, un citron. Thế nhưng mà tên nó đưa ra những cái quả cam, quả chanh này thì vẫn là giống đực. Un orange là cây cam, un citronnier là cây chanh. Như vậy chúng ta có cái quy tắc và chúng ta cần phải nhớ là tên của các loại hoa quả trái cây có thể là feminine, chẳng hạn như une orange, có thể là masculine giống đực, chẳng hạn như citron. Nhưng mà tên của các cây ăn quả, nó cho ra các cái trái cây, các cái hoa quả đó thì luôn luôn là giống đực, luôn luôn là masculine. Un orange là cây cam, un citronnier là cây chanh. Và chúng ta học thêm một số các trường hợp là có những cái quả và các cái cây cho ra cái quả đó thì nó mang cùng một tên và đôi khi nó mang một cái tên hoàn toàn là khác. Chẳng hạn như tên của trái dứa và cây dứa thì nó cùng một chữ. Ananas, ananas. Nhưng mà có những cái tên khác thì giữa tên của trái và tên của cây thì hoàn toàn khác nhau, như là quả chanh dây, un fruit de la passion. Nhưng mà cái dây mà người ta trồng để cho ra cái quả chanh dây thì gọi là une grenadille. Như vậy đây là cái quy tắc giúp cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta học các cái từ ngữ, chúng ta bớt được cái công học giống đực và giống cái. Và xin chào tất cả mọi người.